xin cho hỏi đầu tiên một câu nữa là cái phim tài liệu nó có tầm quan trọng như nào đối với công chứng pháp? Quelle est l'importance du documentaire pour le public français? Pour le public français. Je pense que le public français aime les documentaires. Le problème, c'est que certains patrons de certaines chaînes de télévision ont peur de ne pas faire un audimat. L'audimat, c'est le nombre de gens qui regardent le film. Et donc, ils ont toujours peur de prendre un risque. Mais quand je parle autour de moi, les Français sont... Là, je parle que pour la France, mais je pense que dans le monde entier, c'est pareil. Il ne faut pas sous-estimer la curiosité des gens. Les gens ont envie d'apprendre et de savoir. Et de toute façon, même s'ils n'avaient pas envie, notre métier, c'est de leur donner envie. Tức là ông hỏi là công chứng pháp thì theo ông là thích phim tài liệu, nhưng vấn đề là một số các cái hãng truyền hình hay là các cái ông chủ của đấy thì họ nhiều khi họ sợ rằng là cái sự dã man hay là tàn bạo gì đấy thì ngại là phổ biến. Thế nhưng mà ông nghĩ rằng là người ta cần phải biết cái sự dã man đó thì